Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 2 thân yêu. Cô là cô Diệu Ly, cô đến từ tuyển sinh 247.com. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong khóa học toán 2, chương trình mới năm nay. Và trong khóa học này, còn có một người bạn mới đồng hành với chúng ta đấy các con ạ. Đó chính là bạn Sam. Xin chào Sam. Xin chào cô Diệu Ly, chào các bạn học sinh lớp 2 vô cùng đáng yêu nhé. Tớ là Sam. Cô Diệu Ly ơi, năm nay khóa học mới của tuyển sinh 247.com thú vị lắm đúng không ạ? Sam cảm thấy rất tò mò đấy, cô có thể bật mí được không? Tất nhiên rồi. Ở trong khóa học mới này, các con sẽ nắm chắc kiến thức cơ bản của chương trình toán 2. Ngoài ra sẽ giúp các con kích thích tư duy, khám phá và trải nghiệm. Và đặc biệt, ở khóa học này, các con sẽ được rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho môn toán lớp 2. Các con sẽ thấy được rằng môn toán rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày và từ đó làm cho các con yêu thích môn học nhiều hơn nữa. Khóa học này của cô gồm có 11 chuyên đề, 66 bài giảng và rất nhiều phiếu ôn tập để các con có thể củng cố lại kiến thức của mình. Ngay ở chuyên đề đầu tiên, thứ nhất đó chính là ôn tập lại kiến thức của lớp 1 và đồng thời bổ sung thêm rất nhiều kiến thức mới của lớp 2. Chuyên đề thứ hai là phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Chuyên đề thứ ba là phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Ba chuyên đề này chính là nội dung chính ở trong chương trình học kỳ 1 của toán lớp 2. Kết thúc ba chuyên đề, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên đề thứ tư là ôn tập củng cố học kỳ 1 để giúp các con sẵn sàng có tâm thế tốt nhất bước vào bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1. Sang học kỳ 2, các con sẽ được làm quen với phép nhân, phép chia, bảng các số trong phạm vi 1.000, phép cộng, phép trừ ở trong phạm vi 1.000. Đặc biệt, ở chương trình mới này, các con sẽ được học làm quen với khối lượng, dung tích, làm quen với hình học phẳng, ví dụ như điểm, đoạn thẳng, đường cong, đường gấp khúc. Ngoài ra, các con sẽ đi sâu hơn vào ngày, giờ, phút và ngày tháng. Có một phần mới các con lần đầu tiên được tiếp xúc, đó chính là làm quen với yếu tố xác suất, thống kê. Chỉ với những chuyên đề này là nội dung chính ở trong chương trình học kỳ 2, các con sẽ cùng nhau bước sang phần ôn tập học kỳ 2 để sẵn sàng có tư thế tốt nhất cho bài kiểm tra cuối năm, đánh giá cả một năm học chúng ta đã cố gắng. Trong khóa học này sẽ có một chương trình rất thú vị với các con, đó chính là chuyên đề số 11, thực hành và hoạt động trải nghiệm. Ở chuyên đề này sẽ giúp các con ôn tập lại các kiến thức mà chúng ta đã được học ở trong chuyên đề làm quen. Ở trong chuyên đề này, các con sẽ được thực hành và trải nghiệm các thí nghiệm khoa học cực kỳ thú vị mà chỉ riêng khóa học này mới có. Wow, thích quá, Sam muốn học luôn cơ. Bạn Sam đã muốn bắt đầu bài học rồi, còn các con thì sao nhỉ? Hãy đăng ký ngay khóa học để có những bài học thật sự bổ ích nhé. Cuối cùng, cô Diệu Ly và bạn Sam xin chúc các con học sinh yêu quý một năm học hiệu quả và tràn đầy niềm vui nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con. Xin chào các bạn.